Đây là top các mẫu laptop được các bạn học sinh sinh viên yêu thích vào đầu tháng 8. Đầu tiên là một bạn trẻ cấp 3 áo vàng đi cùng với gia đình đến chọn một chiếc laptop HP Envy cao cấp mới nhất trong năm nay với chip Ultra 7. Tại laptop sách tay shop thì mẫu này là một trong những mẫu khá ấn tượng đối với các bạn trẻ bởi vì có cấu hình rất cao. Ngoài ra thì có màn hình cảm ứng lật xoay 360 sẽ rất thích thú để cho các bạn trẻ có thể vừa học vừa trải nghiệm thêm nhiều tính năng trên chiếc laptop. Với khung giá dao động tầm 20 tới 25 triệu thì đây là một mẫu khá mới và vừa túi tiền đối với những gia đình có điều kiện tí xíu về tài chính. Lý do các bạn trẻ yêu thích dòng máy này bởi vì năm 2024 thì những CPU nó sẽ chuyển chip AI, nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho những ứng dụng phần mềm chuyên biệt về AI. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý tốt hơn về toàn bộ CPU cũng như là các ứng dụng mà giới trẻ ngày nay đang quan tâm, đó là công nghệ AI. Chiếc laptop Mỹ này phải nói rằng là một trong những phiên bản rất được bán chạy của hãng HP trong năm nay. Tiếp theo là một em học sinh cấp 2 đã đi cùng với mẹ và quyết định chọn cho mình chiếc laptop Dell Inspiron 5620. Đây là một máy laptop có cái màn hình rất lớn 16 inch. Nó rất phù hợp với cái định dạng gần đây đối với một số chương trình đồ họa hoặc là render những phim ảnh với định dạng 1610. Theo như lời của mẹ em thì đây là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường với toàn điểm 10. Và hy vọng rằng chiếc laptop này với một cấu hình rất cao, Core i7, RAM 16 và ổ cứng SSD công nghệ mới sẽ giúp cho em bổ sung thêm nhiều cái điều mà em chưa biết, cũng như là sẽ đáp ứng được hầu hết những cái ứng dụng của giáo dục và những cá nhân nếu như em cần học thêm lên những cái ứng dụng cao hơn nữa về đồ họa 2D, 3D. Đây là một mức giá vừa phải trong tầm giá tầm 18-20, một chiếc laptop rất đẹp và khá phù hợp với học sinh. Và cuối cùng là một bạn sinh viên đi cùng với bố đã chọn cho mình chiếc laptop vừa học vừa đồ họa. Thì chiếc laptop này là đến từ HP phân khúc 2224. Đặc biệt chiếc laptop này chạy chip AMD Ryzen với bổ trợ là card màn hình rời. Đặc biệt là chiếc laptop này rất nhỏ, chỉ 14 inch và rất mỏng. Nó đáp ứng được rất nhiều điều ngoài mong đợi, dù rằng chiếc laptop rất nhỏ gọn với mức giá rất là vừa phải, tầm 12 triệu đã sở hữu được một chiếc laptop có đáp ứng được các cái điều kiện cao về ứng dụng. Chiếc laptop này được bán rất chạy trong năm vừa qua và các bạn trẻ cũng yêu thích bởi vì nó mỏng đẹp, nó phù hợp với các bạn nữ có thể tiện đi học, bỏ trong cái túi sách, nó nhỏ gọn và tiện lợi để các em có thể học thêm những ứng dụng đồ họa 2D khi cần thiết. Một trong những điểm quan trọng là chiếc laptop này có thể nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng một cách thoải mái. Đó là một trong những cái điều mà cần thiết ngày nay. Chúng tôi chúc các bạn học thành tài, đỗ đạt trong tương lai và giúp ích cho cộng đồng nhiều nhé.